Tiếp tục diễn biến bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5, sau khi đã hóa giải toàn bộ nguy cơ, Tiêu Viêm muốn gia tăng thực lực thật nhanh, như vậy hành tàu Trung Châu mới an toàn hơn. Hắn lấy quyển trục chứa đấu kỹ lục hợp du thân thước ra xem, ý thức lập tức tiến nhập vào không gian trong quyển trục. Linh hồn ấn ký của người chế tạo quyển trục xuất hiện. Trên tay tên kia cũng cầm một cái thước, giống y đúc với vũ khí của Tiêu Viêm, gã ta bắt đầu biểu diễn chiêu thức. Trọng xích phóng ra vô số bóng ảnh tấn công nam chính, hắn giật mình bừng tỉnh. Trước tiên phải tìm nơi có năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần. Thiên phần luyện khí tháp là nơi rất phù hợp, Tô Thiền chuẩn bị cho hắn một cái ấm tụ lửa. Chỉ cần rót một tia bản nguyên vẫn lạc tâm viêm vào trong, lại sử dụng đấu khí kích hoạt thì có thể sản sinh tâm hỏa liên tục không ngừng. Tuy nhiên, phân hóa bản nguyên của vẫn lạc tâm viêm lại gây ra tổn thương đến với hắn. Dù là như vậy thì hắn vẫn nguyện ý. Nó vốn thuộc về nội viện, hắn thu phục đã là tạo thành tổn thất to lớn cho học viện rồi. Hắn hứa sẽ dốc toàn lực chế tạo một tâm viêm vĩnh viễn không khô cạn cho luyện khí tháp. Tuy rằng dị hỏa đã bị lấy đi, nhưng năng lượng hỏa thuộc tính bên trong vẫn vô cùng nóng bỏng. Bên trong vẫn có một vòng kết giới ngăn cách hỏa thuộc tính bạo phát ra bên ngoài. Năng lượng hỏa thuộc tính dày đặc như vậy rất thích hợp cho hắn tu luyện, thực lực sẽ tăng tiến nhanh chóng. Tô Thiên lại nhắc nhở, nếu như gặp chuyện ngoài ý muốn thì cứ phát tín hiệu, ông sẽ lập tức tới giải cứu. Tô Thiên mở ra một khe hở để cho Tiêu Viêm nhảy vào bên trong. Vừa đi xuống, hắn liền cảm thấy có thứ gì đó đang kêu gọi, giống như là dưới này thực sự có thứ gì đó liên hệ với mình. Bên dưới vẫn là dòng dung nham nóng bỏng, cảm giác bị đè nén lan tỏa ra khắp nơi. Tiêu Viêm đứng trên một tảng đá rồi bắt đầu lấy đấu kỹ ra tu luyện. Đấu kỹ lục hợp du thân thước vừa có thể tiến công, lùi có thể thủ, tổng cộng chia làm 3 tầng. Nếu như chăm chỉ luyện một thời gian đạt tới đại thành, công thủ một thể thì cùng cấp trở xuống, không ai có thể tiếp cận. Tiêu Viêm vung huyền trọng xích theo sách giáo khoa. Mỗi lần vung vũ khí đều tạo ra một luồng kinh lực mạnh mẽ. Dung nham tường bị khuấy động giống như một cơn sóng. Tuy mới chỉ tu luyện được một chút, nhưng hắn đã cảm thấy đấu kỹ này lợi hại. Đột nhiên cơ thể hắn xảy ra vấn đề, vẫn lạc tâm viêm phản ứng dữ dội giống như bị thứ gì đó ảnh hưởng. Có lẽ là dưới dòng dung nham này có thứ gì đó, thế là hắn quyết định mạo hiểm một phen. Hắn để lại huyền trọng xích ở bên trên rồi nhảy xuống dòng dung nham. Không ngờ rằng dưới dung nham lại có một không gian hoàn toàn khác biệt. Điều này e rằng Tô Thiền cũng không biết tới. Hắn đưa ra một ít dị hỏa xuống thăm dò, quả nhiên phía dưới có cổ quái. Điều mà hắn không biết là bên dưới có ma thú sinh sống. Dù đã đi xuống rất sâu rồi nhưng vẫn chưa thấy đáy. Lại đi thêm một hồi lâu nữa, hắn cuối cùng cũng thấy được một vòng tròn kỳ lạ có thể thôn phệ đi dị hỏa của hắn. Người có thể ở bên trong nham tường chế tạo ra cảnh tượng này, hắn cảm thấy thực lực của mình bây giờ chắc chắn không thể chống chọi lại. Trong đầu nghĩ là chạy, nhưng cuối cùng lại vẫn lao xuống. Đúng vào lúc đang tiến lên thì có thứ gì đó bất ngờ xuất hiện tấn công. Hung thủ làm chuyện này là một con ma thú. Sức phòng ngự của ma thú rất mạnh, dù bị ăn một chiêu dị hỏa vào mặt thì vẫn không sao. Nó liên tục tung phản công bằng cách phóng ra vô số quả cầu lửa. Tiêu Viêm dễ dàng tránh né rồi lao tới phía sau, dùng dị hỏa đốt cho ma thú thành tro bụi. Thu được một viên ma hạch. Đối với người tu luyện thuộc tính hỏa mà nói, đây chính là thuốc bổ khó gặp. Rất nhanh sau đó, một đàn ma thú đã xuất hiện bao vây tứ phía. Tiêu Viêm sử dụng sức mạnh cờ bắp đánh trực diện với bọn chúng. Tuy nhiên đám ma thú này lại quá ngoan cố, hắn buộc phải bỏ chạy. Nếu gọi thêm vài con nữa đi tới thì sẽ rất phiền phức. Thực lực của đám này không quá mạnh, đổi lại thì số lượng quá đông. Hắn vừa mới đẩy lui được vài tên thì đã có thêm một đàn mấy chục con xuất hiện. Tiêu Viêm phải ứng phó tới cùng. Con đường phía trên đã bị bao vây, thế là hắn phải chạy về phía vòng xoáy bí ẩn, lao vào bên trong vòng xoáy. Từ đó thành công cắt đuôi được đám ma thú này. Bên trong cánh cổng đó là một vùng không gian hoàn toàn khác biệt. Không khí vô cùng u ám. Ở giữa có một bộ xác của cường giả đã chết. Vẫn lạc tâm viêm lại tự động đứng yên giữa lòng bàn tay của bộ thi hài này. Rốt cuộc còn bao nhiêu bí ẩn nữa, các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến của tập phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.